Nhiều Chỉ người có một chuyên đánh vài nhưng không chơi chỉ nhiều có khoản bố mẹ tiền. tao, à chỉ có những người đẻ của tao, người thân của tao và một vài người ở cái xã hội này được gọi là tốt với tao thôi. Nên là với tao của con Linh là người tốt hay người xấu thì tao không quan tâm nhá, tao không review vào con người. Còn tao chỉ đang nói về vấn đề như này, là Việt Nam mình đang dần thanh hóa và đang hiểu sai về mặt bản chất. Rất nhiều bao gạo, rất nhiều tiền bạc đang đổ sang bên đó, đang đổ sang bên châu Phi mà cho đó người Việt mình đang rất cần nhá. Đấy là một cái. Thứ hai này, cái câu chuyện ấy, cái câu chuyện mà để nói rằng là Quang Ninh sang châu Phi giúp đỡ người châu Phi, xin thưa các bạn này, bộ phim nào cũng vậy thôi, diễn viên phải có tiền cát-xê, thầy bảo lắm, ok nghèo nhá. Tao hỏi mày nhá, tao hỏi đơn giản này nhá, nếu như mày có 100 triệu thì mày cho người Việt hay cho người châu Phi hả? Nếu mà nói rằng mà cho người châu Phi thì thôi, nếu là chuối nốt tay mày ra khỏi cái livestream này, bởi tao mày không từng có một quan điểm Làm sao bên này ạ? Hello anh. rõ ràng như vậy luôn mà, thấy chưa? Xin tiền sao mà nhẹ Còn nhàng đâu nhá, thế? còn đâu là thằng Quang Ninh nó lên trên YouTube nó làm cái video à, làm Anh mới trên làm YouTube sao đi về khen sống nào? ở Mọi châu người Phi, tưởng anh xin tiền thì đây này. cái chuyện mà nó phải chia sẻ một phần lợi nhuận về cho người châu Phi là chuyện bình thường, chứ chả có đẹp gì đâu. Không có gì được gọi là tốt đẹp cả. Đúng, lúa có thể là gì đã cầm hẳn số tiền đấy, nó ăn ở không thôi. Chứ còn đi vẽ thì bây giờ tỏ mày nhá, sang bên châu Phi đúng không, mày lấy hình ảnh của người dân châu Phi mày quay lên đúng không, đi mẹ vào châu Phi nó ngu ấy chứ, nó khôn như thế, nó gọi đi thằng bố thằng này mày mày quay ai đấy hả? Mày quay ai mày sử dụng hình ảnh của ai đấy? Nguyên nó kiện nó bung mặt tao, nhưng mà cái mày cái câu chuyện chúng mày nghĩ câu chuyện là về truyền thông, mày nghĩ đơn giản đấy. Mày à, mình, diễn viên thì nó diễn viên nào mà nó chả có tiền cát-xê, thấy chưa? Chứ còn tao chỉ cay cái nhà này, con Ninh tạo việc làm cho người dân châu Phi, đi thằng bố mày, thế Việt Nam mày đã thiếu, đã đầy người đang thất nghiệp kìa, hiểu chưa? Có hiểu không? Còn vì sao lên TikTok này nhá mà nó lại chặn cái phần donate tặng quà lại? Bởi vì sao? Bởi vì khi nó chặn donate tặng quà nhá, dẫn đến là gì, người tặng quà sẽ phải chuyển thẳng tài khoản, và tặng quà có donate này nhá thì nó mất 70% phí dành cho người Trung Quốc, điều ấy là một sự lãng phí không cần thiết. Chứ chúng mày hiểu cái gì mà chúng mày cứ nghĩ là cái câu chuyện này. À, mình... Thôi thầy bảo thủ lắm. Ok nghèo. Bây giờ tao tranh luận với thằng nghèo à. Anh hỏi mày này, Ai liên nói gì quan chứ gì bạn? đến anh và anh? Ok Nguyễn Văn Giang nhé, liên quan gì mày? Người ta đang nói nên không thoát được. Là quan điểm cá nhân của tao mà sao bây giờ mày là đè bổ là liên quan gì tao? Ơ Kiểu bị thoát. Như vậy thì mày sẽ không, mày là con chó mất hay lịch là con sự. người, nhưng mà mày không có quyền được bày tỏ quan điểm cá nhân của mình à? Cái thằng cu vừa rồi bình luận kia, anh xin lỗi Hà một chút, nhưng mà anh đang dở việc bọn này tí. Vâng ạ, Mày cho không người ta cái sao. gì chưa? Sao tao lại phải cho người ta cái gì? Ai cho tao cái gì? Hả? Câu chuyện như mày, chúng mày ngu, à, chúng mày chúng nắm thằng nó có những cái bình luận nó rất rất là kiểu gọi là văn hóa thấp nhá. Không phải hiểu bản chất như này. Tầm nhìn thằng tiến quá hẹp đi. Ok, bạn thằng người Trung nhá. Tao nói thật Em mày thấy này. nó có tôn trọng em đâu, ở đâu có chửi em đâu, chửi mọi người đang bình luận thấy. Anh với em là bạn bè, là anh em với nhau em phải, thì cái chuyện mà chúng ta đang ngồi chuyện nhau này và anh đang ngồi đối thoại người khác là chuyện bình thường. Đây coi như một cái bàn ấy. Đâu sao đâu. Cái gì Em bảo mới đâu tự sao tìm gà đâu, kệ mọi người. chứ, chúng mày phải hiểu kỹ một điều này nhá, ở xã hội này không có ai là người tốt tuyệt đối và không ai là người xấu tuyệt đối, nét như vậy. Chứ nắm nắm thằng này còn mở này, à đừng tưởng mình có một tí, à, đừng 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 nghĩ rằng mình có một tí lỗi là mình nói gì cũng cũng được. Xin lỗi chúng mày nhé, bố mày không nổi, bố mày nói gì cũng được luôn, miễn hợp pháp là được, không hiểu ai là được, chứ không phải là lỗi không nổi. Chỉ có thằng ngu không biết hiến pháp là gì, không biết luật pháp là gì thì mới có cái phát đúng pháp như vậy thôi. Đeo mẹ à, câu chuyện chứ còn nhá, xin Mình lỗi các chửi bạn này. thẳng. Sập luôn này. Tao thẳng luôn là gì, con Linh này lợi dụng hình ảnh người dân Phi để mà kiếm tiền ấy, mày có tin không? Đây khi chúng mày ấn vào phần này kênh nhá, được chưa, sang chủ à,
Ok, bạn ấn vào phần video này, được chưa? Điền chính nào. Ok, bạn ấn vào phần là đây. Sắp tiếp theo này. Sau phần là cũ nhất này, được chưa? Ok, video này đi, 3 năm trước đi. Đúng ạ. Rồi ok. Thế tao hỏi chúng mày này. Đây có phải con người không? Thằng này có phải con người không? Thằng này có phải diễn viên không? Thế thì thằng này nó có đáng được nhận được các C không? Video bật kiếm tiền đúng không? Video bật kiếm tiền thì thằng này phải được tiền. Được chưa? Thách thức uống Coca nhận tiền cùng ba cu đen châu Phi này. Thế nào được gọi là ba cu đen châu Phi? Và cái đáng lòng này. Ba cu đen châu Phi là cái gì? Sau đó là yeah, báo chí là mua áo của tem châu Phi này, thêm này, Shopee này, Quang Ninh này, to này, mua nước hoa tại này, về đây này, Zalo Việt Nam này, đây. Công thì công chả hiểu cái gì, công nghĩ rằng là tôi không phải thằng khôn nhưng công dùng mạng xã hội cũng phải hiểu bản chất của mạng xã hội. Đây, thế thì những cái diễn viên này người ta đây, người dân châu Phi đây, hình ảnh đây, bọn này là bị sử dụng hình ảnh trái phép mà. Mày làm được như nó chưa? Tao chỉ thiếu một cái nước, tao chưa đi mẹ mày như bố mày thôi chứ cái gì tao làm rồi nhá. Chứ còn công phải hiểu như này, đừng bao giờ công thần thánh hóa, công đừng nghĩ rằng ấy là sang giúp người dân châu Phi. Thì vậy là cái câu chuyện phải trả tiền cho những người là hợp tác với mình để làm việc. Win-win hết. Chúng mày lại đủ nhưng tại sao nó được lên VTV truyền hình quốc gia? À, nhưng tại sao nó được lên? Nó được lên nên lại là lời ngắn. VTV, đài truyền hình quốc gia, ra là RA. Câu chuyện mà thằng ấy bình luận để tao xin thua. Tiếp này. Chứ mày nghĩ là cái câu chuyện mẹ à mày người dân châu Phi nó là con người gì? Mà dính bẫy nó thấy. Ôi dồi của bạn ơi, đây là tôi là gì? Ngồi ngoan à, ngồi Văn học ngoan nhá. đi. Cái gì? Mày được nhiều view như người ta chưa? Ok Sơn Hà. Thế mày được lên livestream như tao chưa? Ở Sơn Hà. Ở Sơn Hà.